anh chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc, điểm hội tụ của những thương hiệu đẳng cấp. Phú Quốc của chúng ta với 12 mùa lễ hội, vạn trải nghiệm, triệu cảm hứng cùng hàng loạt những công trình biểu tượng của thời gian đã và đang trở thành điểm phải đến, không chỉ thu hút mạnh mẽ các du khách cao cấp trong nước và quốc tế, mà còn là cái miền đất hứa cho những cái thương hiệu đẳng cấp hội tụ, từng bước hoàn thiện tạo nên một bức tranh nghỉ dưỡng hạng sang có 102 tại Việt Nam. Và trên màn hình của chúng ta thì anh chị đang được nhìn thấy hình ảnh về thị trấn Địa Trung Hải, vạn trải nghiệm và triệu cảm hứng, một bức tranh phồn hoa thực sự của Nam Phú Quốc. Nơi đây đang trở thành cái điểm dừng chân của hàng loạt những cái ông lớn tầm vóc uy tín trong và ngoài nước, từ những lĩnh vực quản lý vận hành đáp ứng những nhu cầu hưởng thụ có gu của các cái tầng lớp khách cao cấp, đến các sự kiện hội nghị VIP đòi hỏi sự chỉn chu trong từng cái phong thái phục vụ như JW Marriott, Rowers, Accor và mới đây là Hilton. Đặc biệt trong tháng 11 của năm 2021 thì Sun Property đã chính thức ký kết đối tác chiến lược với 11 đơn vị thuộc nhiều ngành hàng, mang đến những cái trải nghiệm hiện đại đẳng cấp tại thị trấn Địa Trung Hải. Và chúng ta đang có những hình ảnh về biển của bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Nơi đây thì chính là nơi tọa lạc của những con tàu đánh cá rồi tàu du lịch. Và tại thị trấn Địa Trung Hải thì khi anh chị trải nghiệm, chúng ta đi cáp treo Hòn Thơm thì chúng ta sẽ được nhìn ngắm những cái hình ảnh về làng chài ở phía thị trấn An Thới, kế bên thị trấn Địa Trung Hải mà Săn Đúc kiến tạo. Nó mang hơi thở rất là đẹp của cái bản sắc địa phương của Nam Phú Quốc. Và những cái ngành hàng mà Sun Group đã ký kết về F&B, chúng ta có Gold Sun Food, Dì Ali, Draft Beer hay Yushima Fish Market, Tam Sơn, bao gồm các thương hiệu như Hermès, Saint Laurent hay là BOS, Kenzo, My Kingdom, Bread Talk, Bread Sun. Thì chúng ta có King BBQ, Thai Express, Seoul Garden. Quản lý khách sạn thì chúng ta có khách sạn La Festa Phú Quốc với thương hiệu là Kuro Collection by Hilton. Vui chơi giải trí phân khu mới tại Hòn Thơm thì chúng ta có Exotica với nhiều trò chơi mang chủ đề mới tại Hòn Thơm Sun World Natural Park. Cuộc chơi của những thương hiệu lớn trong và ngoài nước tại thành phố biển đảo Phú Quốc không chỉ khẳng định những cái tiềm năng hướng đi đúng của đảo Ngọc, mở ra một tương lai phồn thịnh, tâm điểm của những ngành hàng dịch vụ thương mại sầm uất, mà còn từng bước nâng tầm đảo Ngọc, thu hút mạnh mẽ các cái nguồn khách cao cấp quốc tế, biến nơi đây trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, giải trí, lễ hội, trải nghiệm xứng tầm. Và với vùng đất 12 lễ hội đa sắc màu, vạn trải nghiệm và triệu cảm hứng, thì thị trấn Địa Trung Hải, nơi có những căn shop house center nằm trên sườn đồi và view trực diện ra mặt biển, đang đi tìm những anh chị chủ nhân cuối cùng. Ở đây thì hiện tại chủ tư Sun Group đang mở bán những căn shop house đỉnh đồi bên bờ biển Ngọc. Những căn shop house nằm trên cao độ cao nhất của thị trấn Địa Trung Hải, khoảng 60m so với mực nước biển. Và đứng trên mái, đứng trên tầng thượng của những căn shop house này thì anh chị có thể nhìn thấy bao quát thị trấn Địa Trung Hải. Vì cao độ mặt biển với cao độ của căn shop house này cách nhau khoảng 60m. Nhưng khi chúng ta đứng ở trên tầng mái của những căn shop house, chúng ta có một cái tầm nhìn bao quát, cảm giác giống như anh chị đang đứng ở trên một cái vị trí rất là cao ở trong thành phố. Chúng ta có thể view được bao quát toàn cảnh xung quanh. Đây là khu vực những căn shop house xung quanh quảng trường Con Sò, một trong những điểm nhấn cực kỳ quan trọng của thị trấn Địa Trung Hải. Và đây là một trong hai quảng trường lớn nhất tại thị trấn Địa Trung Hải, nơi mà sẽ thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, với những tiểu cảnh một chủ đầu tư đang hoàn thiện với tháp bút đá Obelix, một trong những cái biểu tượng cho sự cho ánh sáng, cho sự vĩnh cửu. Và phía trong này thì chúng ta có những căn shop house tại trục đường Burano, với vị trí tương tự như những căn shop house chân đế. Tòa Sky thì đang được xây dựng và đang được mở bán.
Còn lại thì các cái tòa căn hộ khác của phân khu Hillside thì cũng đã cất nóc vào tháng 1 của năm 2022 này rồi. Và anh chị nào đang quan tâm về một sản phẩm Soho The Center tại thị trấn Địa Trung Hải hay là căn hộ của phân khu The Sky thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline trên màn hình để sở hữu những cái sản phẩm cuối cùng của Sun Group tại thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về thị trấn Địa Trung Hải. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị tại Nam Đảo.